Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và ngày hôm nay, vị cố vấn đặc biệt của chúng ta không ai khác đó chính là nghệ sĩ Miko Lan Trinh. Và tiếp theo đó chính là nghệ sĩ Ngọc Trai. Tôi tưởng nó giới thiệu tôi lão làng nữa chứ. Không, anh trẻ trung mà. Ok, cạo bớt râu. Và ngày hôm nay, vị khách mời đặc biệt của chúng ta đó chính là diễn viên, người mẫu Tôn Kinh Lâm. Lâm ơi, mình có thể gửi lời chào tới người khán giả một chút xíu không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tôn Kinh Lâm. Năm nay mình 25 tuổi, công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Và đồng thời cũng đang trau dồi về khả năng travel blogger. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Đó, mấy em nghe chưa? Mình mốt là mình làm quen ảnh là mình được đi du lịch đó, thấy chưa? Và cuối cùng bên cạnh đó không thể nào thiếu đi những cô nàng đại diện cho cộng đồng mạng. Đó chính là các cô gái đến từ nhóm Ohio. Xin chào mọi người, chúng em là nhóm Ohio. Và em là Nunu ạ. Em là Lizzy ạ. Em là Kim. Em là Anna. Em là Nếp. Em là Mirai. Em là Đông Đông. Em là Ellie. Em là Kaka. Em là Việt Ngân. Gái xinh, trai tài đều có đủ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tới với chủ đề của ngày hôm nay. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là yêu nhiều hơn có phải là thua cuộc? Đây là nghĩa là một cái chủ đề cũng nhạy cảm đúng không? Nghĩa là đâu phải là ai yêu cho đi hết là cũng là thua cuộc đâu đúng không? Mình cho đi chắc chắn là mình sẽ được nhận lại mà đúng không anh? Nghĩ sao hả anh? Không, anh thấy là nội cái chủ đề là cũng trả lời luôn rồi đó. Thực sự trong tình yêu bạn yêu nhiều hơn là bạn thiệt thòi chứ mà là thua cuộc, đúng không? Tại vì là lúc đó là mình đã xác định là mình sẽ chiều theo người ta chứ không phải là người ta chiều mình. Nhưng mà tới lúc nào đó rồi chiều không nổi nữa thì hết yêu rồi đi. Thì hát đúng bài. Rồi. Hát bài đi em. Bài của em á. Bài gì chị? Cái gì nhức nhối của em á. Bài nhức nhối gì ghê vậy? Chị nói bài yêu được thì cứ yêu đi của em á hả? Ủa chị đâu? Đây cũng là một ca khúc mới mà Jin muốn gửi đến tất cả mọi người cũng như là tất cả quý vị khán giả. Thì đây là một ca khúc nhạc dance thì cũng có phần sôi động. Thì đen không biết là hợp đây không nhỉ? Đen liền. Ok, mình trình diễn luôn nhá. Yeah. Thôi Jin tặng mọi người một đoạn chơi thôi. Đâu ra đây. Đâu? Chúng ta đưa về này vợ. Rồi sao? Thật ra là nhà nghèo. Nhảy ơi. Ok, mình chơi vui gấp vui thôi. Một đoạn thôi nha. Yeah. Rồi, yêu được thì cứ yêu đi, cuộc đời dài ngắn mấy khi, xin nợ cứ đến rồi đi, chần chừ là chẳng được gì. Yêu được thì cứ yêu đi, bên nhau sớm tối thầm thì, đưa nhau có chốn thì phi, rồi mình cùng y. Rồi, cảm ơn mọi người. Ê, bà dễ thương quá, nghe cũng yêu liền luôn trời. Thôi, bây giờ mình tới câu chuyện đầu tiên luôn đi, để biết thực hư câu chuyện này như thế nào. Xin mời câu chuyện đầu tiên. Vì người yêu, sẵn sàng từ bỏ đam mê. Đây là câu chuyện của ai nhỉ? À, của khách mời luôn. Rồi, mời Lâm chia sẻ nào. Đẹp trai mà dài quá vậy ta. Xin được. Thì sẵn đây thì Lâm chia sẻ cho mọi người biết luôn. Thì vào tầm giữa 2014, thì trong khoảng thời gian đó thì Lâm có theo sân khấu điện ảnh. Thì lúc đó vừa Đà Nẵng vừa ở Sài Gòn luôn. Cứ bay đi bay về thì gặp bạn này ở Hà Nội. Cả hai bắt đầu kiểu cảm nhận được và yêu xa. Và trong khoảng thời gian quen thì cả hai đều tốt lên. Trong công việc hay tất cả mọi thứ xung quanh đều tốt lên. Thì Lâm mới cảm nhận được ở bạn gái này là có cái gì đó là gọi là gia đình. Cũng trong thời gian đó thì bố mẹ thì cũng thực sự không ủng hộ em trong cái việc mà đi theo con đường nghệ thuật. Khi mà em có cái cảm nhận được là người bạn gái này trao cho em được cái cảm giác gọi là gia đình thì em mới quyết định là về lại Đà Nẵng, là đi theo và nối nghiệp bố mẹ và làm về kinh doanh. Thực ra là chị biết mà, trong khi bố mẹ của em ấy đã lo cho em thì giống như là cậu ấm cô chiêu vậy đó, em không cần phải làm một cái gì hết. Ủa chị mới làm cái nét gì vậy? Chị đó, quan tâm. À, quan tâm hả? Biết quan tâm hả? Chị quan tâm. Chị mấy? Chị. Ngồi nãy giờ đi đâu? Quan tâm đấy khách mời sao? Em cậu ấm thôi em. Mình thực tế quá không? Vậy chứ. Cậu ấm đó em sờ vô. Ấm quá. Nói chung là không phải là cậu ấm mà là kiểu như là mình
được không phải nặng về cưng chiều nhiều và không phải nặng về vấn đề kinh tế hay như thế nào đó. Nhưng mà khi bắt đầu quen bạn này thì em thay đổi, bố mẹ mới cảm thấy là mình bắt đầu thay đổi, mình bắt đầu chịu khó làm việc. Lúc đó là bắt đầu yêu xa, chỉ có connect với nhau bằng cách là FaceTime hàng ngày. Và cái hay ở đây là mỗi ngày người này gặp chuyện gì thì sẽ share với người đó. Và hôm nay Lâm làm được bao nhiêu tiền thì Lâm sẽ bỏ vào con heo đó để gửi trước mặt bạn gái của mình. Lúc đầu được 3 tháng thì rất là êm ái, rất là bình thường. Tới bắt đầu tháng thứ tư, cũng như mọi người biết, nếu mà quen xa thì cãi nhau thì gặp nhau mới giải quyết được vấn đề. Thì giữa Lâm và bạn này có một khoảng cách là chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi. Và thăm nhau bằng cách là vì số tiền đó gom đủ thì cứ người này vào bay vào người kia bay vào mình. Tới một đoạn cãi nhau lớn thì lại là không thể nói chuyện được với nhau. Và tính của em khi mà cãi nhau thì mình lại im lặng ấy. Nghĩa là khi mà cảm thấy bình tĩnh hoặc là bình thường trở lại rồi thì mình mới nói. Bởi vì Lâm thừa biết tính của Lâm là mất bình tĩnh sẽ nói những điều không hay để làm cho đối phương tổn thương ấy. Thì bạn kia đoạn lại không nghĩ tới như vậy. Bất chợt tự nhiên một ngày đang ngồi thì mình có cảm giác như giống như bác Lâm thứ sáu ấy. Có khi nào bạn gái của mình đang đi với người yêu cũ hay không? Thì đùng một cái hôm đó mình đang ngồi lướt Facebook thôi, đâu có kết bạn hay những người xung quanh gọi là Hà Nội gì đâu. Đùng một cái thấy bạn gái của mình đứng với người này và đứng với người yêu cũ. Sau rồi mình mới nhắn tin hỏi đi như thế nào, tại sao không nói như thế nào đó. Thì sau một cái vấn đề đó thì bình thường trở lại. Và bắt đầu một tháng sau vẫn cãi nhau tiếp. Và lần này mới là cái lần gọi là quyết định đây nè. Tự nhiên đùng một cái hôm đó có giáo bạn thứ 6 luôn. Hôm đó tự nhiên bạn gái mình mất tích trong vòng 2 tiếng, 3, 4 tiếng đồng hồ. Không liên lạc được. Không liên lạc, không nghĩa là không phải là liên lạc được mà mất tích bằng 3, 4 tiếng gọi không nghe thôi. Thì mình mới giả vờ, mình thử coi như thế nào. Tại vì chị gái của Lâm thì cưới chồng ở Hà Nội. Thì Lâm mới giả vờ, Lâm bảo là khi nào em đi với ai mà sao chị của anh bảo là đi xem phim cũng gặp em đi với người này. Mình diễn tả y chang người yêu cũ luôn. Cái bắt đầu khập khựng cỡ 2-3 phút cúp máy, sau đó nhắn tin lại bảo là em xin lỗi, em có đi với bạn đó. Bắt đầu là rùng mình luôn. Thử mà dính thiệt bắt đầu, đúng không? Thử mà dính thật. Cái đó mới gọi là rùng mình nổi hết da gà luôn. Ghê quá, làm thám tử nữa, làm điều tra. Không có đó, em thử thôi. Thôi chị thấy em ghê, em ngu rồi. Xem cái gì được không? Thấy ghê ghê gì sao. Rồi tiếp tục nè, tiếp tục nè. Đó bắt đầu là lần thứ nhất thì không sao, nhưng mà chuyện này thì nó bị tái diễn lại. Hôm đó mình nhớ là hôm chủ nhật, Lâm gom hết tất cả đồ luôn, bỏ vào một cái thùng xốp, trả lại cái nhẫn luôn và chuẩn bị đi du lịch. Đã có vé sẵn luôn rồi, xuất vé rồi. Hôm đó mình chỉ xé dằn mặt mình bỏ vào xốp thôi. Và đúng 6-7 giờ sáng ngày hôm thứ hai thì cái thùng đó nó đã ở ngay trước nhà bạn đó rồi. Bạn đó chỉ nghĩ là mình thử thôi, nên bạn đó cũng im lặng trong vòng 5-6 ngày và cũng trả đũa lại bằng cách là trả lại cái nhẫn. Mình lấy cái nhẫn đó, mình đổi thành một cái nhẫn vàng khác cho mẹ mình đeo. Là bắt đầu phủ là từ đó. Trong khoảng thời gian đó kiểu như là em bị sốc ấy. Tự giam mình trong phòng một tuần, tầm không ăn không uống gì hết. Đó cũng phải là 4kg, 4-5kg gì đó trong vòng một tuần. Mình mới suy nghĩ là thôi chắc là không tới đâu được rồi. Sau rồi bắt đầu từ đó bạn đó đi tìm mình. Hôm đó giống như là tháng 11-2015, trời Đà Nẵng lúc đó lạnh lắm. Mới nhắn tin cho mình một câu là: anh ơi, em đang ngồi ngay cái chỗ mà cái chỗ ghế đá đó, chỗ đó là nhiều kỷ niệm nhất. Thì cách đó 200-300m thì Lâm đang ngồi cà phê ở đó. Thì bạn có nhắn tin là: em vào Đà Nẵng rồi, em đang ngồi ở đây đợi anh nè, anh ra đi. Thì Lâm mới không tin, Lâm đi thử ra thì thấy thật. Mà kiểu một nửa mình muốn tới, một nửa mình không muốn tới. Bởi vì mình biết chắc chắn nếu mình tới là sẽ quay lại, là mình sẽ ôm cái đau khổ vô cho mình. Lâm mới quyết định là lấy xe đi về. Trước khi về gọi cho mẹ, bảo là: mẹ ơi, bây giờ mở cửa sẵn đi, chỉ cần con chạy tới một phát con phóng xe vào luôn. Không có chờ, chứ sợ đứng ngoài cửa là đứng trước cửa là chỉ cần mà bà hiểu cảm giác mà khi mà mình đứng xe mình chờ mà tự nhiên người ở đâu chạy tới ôm mình một cái là coi như là bao nhiêu cái gì là bỏ hết, buồn bực hay như thế nào đó thì coi như là mình mềm nhũn luôn, mình bỏ qua hết luôn, thì coi như là quay lại luôn ấy. Nên là cứ phóng thẳng vào luôn. Có lố ga không em? Thắng kịp đúng không? Dạ. Phóng thẳng. Sưởng to, sưởng to. Thì anh sao lố được, thắng đĩa mà, thắng đĩa. Thì vừa đóng cửa được một phút, bạn nó vừa tới luôn. Chậm một nhịp. Đó đúng rồi. Vừa đúng lúc luôn, vừa có một cái dự án gọi là, mọi người có biết cái bài hát mà Tâm sự với người lạ của Tiến Quốc Kiêu không nhỉ? Đó, cái khúc đó rất, cái khúc đó bài hát đó rất là hot, siêu hot luôn. Thì mới mời mình đóng MV trong đó. Từ đó là đi Thái đóng. Mình mới bảo là
ôi cái này cơ hội rồi, một cái bài hát hot như thế này, ok mình tham gia để coi xem như thế nào. Thì lúc mà mình bay qua Thái tham gia thì bạn lại bay vào thêm một chuyến nữa và tìm mình tiếp và về lại với nghề luôn. Từ đó là có nghệ sĩ Tôn Kinh Lâm phải không? Ok. Mà sau đó là có sau đó drama hơn rất là nhiều. Drama hơn nữa hả? Có nghĩa là còn tiếp tục mà vào tới Sài Gòn thì bạn mới đi tìm mình tiếp. Vô Sài Gòn luôn. Có nghĩa là mình vào được một thời gian, bạn để cho mình check in hay hay ở những chỗ nào ấy, bạn để ý đã. Rồi bạn mới bay vào để tới những chỗ đó để tìm mình như coi như thế nào, cuối cùng tìm không ra. Ôi, sao càng lúc nó càng kinh dị vậy? Ừ. Tự nhiên cái là anh đang cảm giác giống như là stalker vậy đó chứ. Ừ, dạ. Thật ra em thấy không kinh dị lắm mà anh diễn cái mặt đó em mới thấy kinh dị á. Anh thấy khá là nguy hiểm đó. Trong lúc bạn đó tìm mình ở những cái chỗ đó thì bạn đó tìm không ra mình, nhưng mà mình lại đứng sau lưng bạn đó. Ôi. Vô tình đứng sau lưng luôn. Tự nhiên mà các bạn ác luôn. Tự nhiên không phải ác luôn chứ. Cái đó là vô tình chứ Lâm không đi theo nha. Có nghĩa là nhưng mà Lâm có cho bạn đó biết là Lâm đứng sau lưng không? Anh hiểu cảm giác mà người mình vẫn còn thương đó, mình rất là thương, mình muốn chạy tới ôm lắm luôn ấy, mà mình đứng đây, bạn đó bên kia đường, bạn đó đang đi bộ, mình đứng ở sau này, mình chỉ biết nhìn thôi. Mình chỉ biết nhìn thôi, cảm giác đau. Cảm giác nó đau cực kỳ, nó đau lắm. Đó, bây giờ mình tới cái kết luôn đi. Bây giờ hai người có đến với nhau lại chưa? Chưa, bạn báo lại em. Bây giờ cưới chồng. Bây giờ cưới chồng. Ra trong cái phim này, cái kịch bản này, để cái bài Lâu Rồi Sao Vẫn Chưa Quên của em vô là hợp lý. Kể từ ngày hôm ấy, tim anh vẫn nhói đau. Ngày em gục đầu vào vai anh, bật khóc. Cái hay ở đây ấy là cái bạn gái cũ của em lâu lâu thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nói chuyện với bạn gái hiện tại của em. Vâng, kiểu như là bạn gái của em ví dụ là làm bên về mỹ phẩm ấy thì lâu lâu vẫn gửi sản phẩm tặng bạn đó ngoài kia. Không, nói chung là nếu mà em thấy vậy là nó vẫn theo một cái chiều hướng viên mãn thôi, mà theo cái khác rồi, vẫn đẹp mà vẫn tốt hơn mà, đúng không? Sao này già làng, nãy giờ anh vuốt râu nhiều quá thì anh thấy như thế nào? Không, tao vuốt đâu, tao vuốt đâu rồi, để tao chờ kết luận đó. Ôi vậy hả? Thôi nhưng mà cho em nói con. Rồi mời ca em nói đi. Em thấy anh là người không dễ tha thứ. Không, anh không phải là người dễ tha thứ, mà là quan trọng là em biết chắc chắn nếu tiếp tục thì em sẽ nhận được cái gì. Mình chỉ muốn tốt cho bản thân mình, cảm xúc của mình hơn thôi. Với lại là anh là người vòng vòng chắc cung bò cạp. Bò cạp, đúng rồi, em cung bò cạp. Tháng 11. Mười một tháng 11. Trời ơi, chị hay quen. Dạ, 11 tháng 11. Ủa, chị bò cạp luôn hả? Chị như cô bò cạp luôn hả? Không, đúng rồi. Ờ, không mà, có nghe nói là bò cạp có giới quen thứ 6 thật. Có nghe bảo như thế. Đúng, cái này có, tại hồi đó em có quen một bò cạp rồi. Ghê quá. Em có làm gì sai không em? Dạ. Em có làm gì sai không? À, không. Nhưng mà cái là kiểu đúng thật sự là cái gì linh cảm là có. Nhạy lắm. Đúng rồi, anh đó rồi là đúng, như em là xử nữ này, nhìn em giống nữ. Em xử nữ này, anh không biết anh cung gì. Quen bà cặp. Hỏi hỏi anh gái, anh 25, 12 cung gì với em? À, nhân mã. Ê, mà kết. Mà kết, mà kết. Cung bò hút hay là cung bò gì? Mà kết. Mà kết là cung dê á. Thôi bây giờ mình quay lại tới câu chuyện của Tôn Kinh Lâm nè. Thì chị Miko à. Nghe, nghe. Gì? Thì khi mà chị đã nghe câu chuyện từ đầu tới cuối á, thì chị thấy trong câu chuyện này cả hai làm như vậy, xử lý như vậy là đúng chưa? Hợp lý chưa? Chị thấy là thôi giờ không dám nói em này sai đâu, tại em nói em sai là em cãi xong cái em giải thích được tới mai luôn. Không, góp ý đi. Tại vì tất nhiên là em có cái lý do, nhưng mà cái thí dụ như hỏi là ai yêu nhiều hơn á, thì chị nghĩ cái cô gái kia tới cái lần hai mà bay vô gặp em là lý ra là em phải sẵn sàng tha thứ rồi, tại vì người ta đã một cái gì đó rất mạnh mẽ, người ta mới dám để xin lỗi em nhiều lần như vậy. Thực ra là sau này em mới biết là người ta vào tìm em chị ạ. Thực ra là những lúc gặp là em chỉ nghĩ tình cờ là người ta đi chơi ngoài đường rồi em gặp sau lưng thôi, chứ không, thực sự không biết vào. Nhưng mà thí dụ như người ta gặp lại bạn trai cũ á, là gặp để đi xem phim thôi đúng không, chứ là có cái gì không? Lúc đó có hỏi lý do là tại sao mà hai người đó đi với nhau không, hay có cái lý do không? Thực ra là lúc đó là đã nói chuyện với nhau trong tầm cỡ 2-3 ngày. Hai ba ngày rồi đi coi phim rồi đi này nọ tùm lum hết tùm lum đúng không? Dạ, nghĩ là trong mối quan hệ là chỉ có
em là dễ thành tri kỷ nhất thôi. Thực ra thấy trong câu chuyện này cá nhân Vinh thấy á, nghĩa là hai bạn ngay từ đầu á, lúc mà quen nhau, lúc mà yêu nhau á, cả hai đã yêu xa, đã là một cái gì đó nghĩa là nó không hợp lý rồi. Tại cái chuyện yêu xa rất là khó, đúng không? Rất là khó. Sao vậy anh trai? Hả? Nó bị xúc, cho nên anh muốn em đóng đinh á. Và chưa kể là trong thời gian đó thì Lâm đang rất là yêu, rất là yêu, và quyết định thay đổi cái bản thân, thay đổi công việc của mình luôn để mà có thể cho người yêu vui, đúng không? Nhưng mà tiện vô tình lại bị người yêu làm những cái chuyện không làm cho bản thân mình tổn thương và không vui. Thế nên là mình sẽ tự thay đổi bản thân mình nữa để cho cái cô ấy quay vô đây và lại đi kiếm tiếp, đúng không? Thế nên là Duy nghĩ là trong cái chuyện này hai người đã sai từ đầu rồi. Đúng, đúng, vỗ tay cho chủ đề thứ hai.